Chị Nhung với bé Nhung á ngủ ở xà lan nữa. Bây giờ là mới sáng sớm à. Hai chị em ngon á đang chuẩn bị làm cơm trưa. Thank you.
chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay thì Ngân đã nấu cơm xong hết rồi. Nay ăn canh bí nè, cá chiên. Thì Ngân đã nấu cơm xong hết rồi. Bây giờ thì cũng đã 12 giờ luôn rồi. Bây giờ chờ cho anh Nguyên với em Huy đang xịt rửa hầm hàng, xịt rửa nắp hầm á. Hôm chiến rồi thì Ngân chở hàng có xông trùng á, cho nên là ba cái giấy xông trùng mình dán ở ngoài nắp hầm á nó dơ dữ lắm luôn. Anh Nguyên với em Huy với ông xã Ngân hồi sáng giờ rửa, xịt rửa chùi ba cái xông trùng đó. Bây giờ thì chờ mấy ông xịt rửa xong á thì mình sẽ ăn cơm nha. Sáng Ngân với chị Nhung á đã nấu đồ ăn xong hết rồi. Đây, đây là bà chị của chui. Hôm nay á sao ai cũng quở chui mập hết trơn vậy trời, thiệt là khổ. Mập thiệt, ngải heo nó nhập, ngải heo bánh mì. Cha Ngân mua cho Ngân cái nồi làm bánh mì á, Ngân cứ làm ăn hoài luôn, ngày nào cũng làm hết trơn. Hôm nay đổi công thức này, ngày mai đổi công thức kia, ngày nào cũng làm hết. Bây giờ thì cơm thì Ngân ăn không có nhiều mà Ngân bánh mì nhiều. Ông xã Ngân thì vô rồi nè. Ông xã Ngân sáng ra ngoài phụ rửa xong ông xã Ngân vô rồi. Bây giờ còn anh Nguyên với Quy à, mình sẽ chờ hai người đó xong mới vô ăn cơm luôn. Chị Nhung cho Nhung ăn trước đi. Đâu nhà mình nóc ly cà phê thì cơm nữa. Ăn thêm trái chuối nữa. 12 giờ rồi không phải cho ngủ trưa đi. Quá chừng luôn. Coi chị Ba Hội nè. Coi chị Ba Hội nè cô chú ơi. Đó, mòn người lôi xuống đất luôn. Nhâm, dẹp cái mà để lên ngang bạn. Chào cô chú nè. Chào cô chú lại lên. Xin chào cô chú nha con. Chào cô chú. Đó, ghét giờ. Chào cô chú, con nói chào cô chú đi. Con Nhâm chào cô chú. Quá chừng khóa luôn rồi cô chú ơi. Đó, gom đồ của mẹ xuống đất hết trơn luôn rồi đó. Ai phá? Nhâm có phá không? Rồi Nhâm dẹp đi. Nhâm dẹp cho gọn lại coi. Bỏ đồ chơi trong cái nồi cơm điện kìa. Gom dẹp lại cho mẹ nha. Giỏi lắm cô chú ơi, lấy chơi, chơi xong rồi gom đem dẹp. Thấy Nhâm giỏi chưa? Cô chú thấy Nhâm giỏi không? Cô chú ơi, Nhâm không có phá đâu cô chú ơi. Leo vô lăng đó thì con leo vô, leo chui vô. Lăng giống nãy con thì dễ thương quá à. Mất cỡ rồi, cầm đi con. Trời thằng chén luôn. Anh mang chén luôn hả? Đang thèm gà. Đường gà chân tới mỏ. Cá không bị lạnh.
giờ em thật. Thôi. Đặt luôn rồi. Đặt luôn rồi. Đặt luôn rồi. Đặt luôn rồi. Đặt luôn đặt cả đồng tháp nha. Ừ, cái này có muốn cầm sống ngon nhiều. Để đó mẹ. Anh Quy. Em nói con. Quá, quá lẹ. Là làm muốn nó sợ anh này. Nó quậy, nó sợ xuống đây. Ừ, từ đó. Quy ơi, Quy muốn chết rồi mà cái kêu là. Quy không hay, Quy không hét gì trơn. Em nói mặt nó không thèm nhìn luôn. Đó thì đó tác động chị em nó không hướng luôn á. Nói là mày đừng kêu ba.